Thưa quý vị, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang có những tác động tích cực đến nhiều thành phần, nhất là giới trẻ. Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, các bộ ngành địa phương đều xây dựng chương trình hành động với nhiều giải pháp cụ thể. Thực hiện đề án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình phát triển doanh nghiệp. Tùy thuộc vào lĩnh vực ngành nghề, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai đến từng cơ sở. Đây là nền tảng nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong năm 2019. Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng với nhiều dự án khởi nghiệp được triển khai. Ngoài việc tự thân vươn lên của các doanh nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu cũng chú trọng phát huy nội lực bằng việc quan tâm hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính quê hương mình. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thổi bùng khát vọng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Một tín hiệu rất đáng mừng là trong 3 năm trở lại đây, các doanh nhân trẻ Bà Rịa Vũng Tàu họ chủ động tìm kiếm thị trường, họ chủ động trong tìm kiếm liên kết liên doanh các đối tác trong kinh doanh, trong sản xuất, và họ năng động, sáng tạo trong đưa ra những ý tưởng về kinh doanh và đã chủ động hội nhập. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 9.300 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp có lãnh đạo trẻ dưới 45 tuổi chiếm gần một nửa. Sau 10 năm thành lập, đến nay công ty cổ phần Liên hiệp Mê Công khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu đã khẳng định uy tín với một công ty mẹ chuyên gia công thiết bị nâng hạ dầu khí, hàng hải, xây lắp công nghiệp và hai công ty con gia công dây nâng hàng, dây an toàn và kiểm định thiết bị. Khởi nghiệp với nguồn vốn 300 triệu đồng như nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty Mê Công trải qua khó khăn về vốn, về quản trị, nhân sự. Không có tài sản thế chấp nên doanh nghiệp không thể vay vốn ngân hàng và lúc đó cũng chưa có các kênh tài chính nào khác hỗ trợ doanh nghiệp. Còn hiện nay, doanh nghiệp vẫn gặp khó về thị trường do chưa có chuỗi liên kết đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, cơ khí. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là tìm kiếm một cái giữ vững cái dịch vụ cốt lõi hiện tại, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ không ngừng tìm kiếm cái sản phẩm cốt lõi của cái ngành cơ khí mà có thể là một trong những cái sản phẩm mà hiện tại chúng tôi đang làm, vì chúng tôi am hiểu về nó thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ rằng là có thể là cái câu chuyện chúng tôi sẽ sản xuất cái đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phony tại thành phố Vũng Tàu do anh Nguyễn Văn Thắng điều hành, sản xuất và kinh doanh sản phẩm tinh bột nghệ, mật ong. Việc sản xuất gặp nhiều khó khăn vì doanh nghiệp chủ yếu sản xuất thủ công mà thiết bị sản xuất tinh bột nghệ cũng không có trên thị trường. Cái khó ló cái khôn, anh Thắng đã nghiên cứu sáng chế ra thiết bị phục vụ cho chính hoạt động sản xuất của công ty. Đến nay, ngoài tinh bột nghệ, công ty Phony còn đưa ra thị trường sản phẩm rau má đậu đóng gói. Mà trước khi ra cái sản phẩm đó thì chúng tôi đã đưa ra nhiều ý tưởng cũng như là xây dựng một hình ảnh ngay từ cái bước đầu tiên đó, rồi về đầu tư cho thiết kế bao bì, đầu tư về nhận diện thương hiệu, đầu tư rất là nhiều về cái độ nhận diện đó, để mà ra một cái hình ảnh trau chuốt cho cái thương hiệu Phony ngoài thị trường. Thực tế số doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thành công không nhiều, nguyên nhân do phần lớn các doanh nghiệp mỏng về kinh nghiệm quản trị, thiếu tầm nhìn chiến lược, hạn chế về thị trường, đặc biệt là thiếu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nên theo các chuyên gia kinh tế, ngoài sự nỗ lực của chính doanh nghiệp, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, có thời gian hoạt động chưa quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại và hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Tùy vào loại hình, hình thức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhận mức hỗ trợ khác nhau, thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 100% chi phí đầu tư. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ thông tin về thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp.